Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em và tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm bộ dây chuyền vàng kiêu hãnh. Bộ dây chuyền vàng kiêu hãnh thể hiện sự quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Từng đường nét chi tiết sản phẩm toát lên nét gợi cảm, đôi chút phóng khoáng và tự do. Nhưng đâu đó trong vẻ đẹp đấy vẫn có nét duyên dáng của một vẻ đẹp dịu ngọt đầy tinh tế. Bộ dây chuyền vàng kiêu hãnh sẽ giúp bất kỳ cô gái nào cũng trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn. Bộ dây chuyền vàng kiêu hãnh thích hợp làm quà tặng vào những dịp lễ đặc biệt. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 95 15 35 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu. Giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Em và tôi trao trọn niềm tin, đồng hành cùng bạn.